Xin chào tất cả quý vị khán giả, tất cả những bạn fan và những người xem trên kênh của Phong Cận TV. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với một trận đấu tử chiến lần này. Không được phép mang chuyện tình cảm vào đây. À quên, chết mẹ em. Nhầm. Ok, và đây là một trận chiến gọi là boxing mọi người ạ. Đấy, và xin hiểu các bạn, đây rất là nhiều những gọi là thành viên của Hero Team đang đứng ở hai bên mình luôn các bạn ơi. Và hôm nay mình đã tổ chức ra một giải đấu boxing để dành cho gọi là ai mạnh nhất trong gọi là Hero Team, và người nào chiến thắng sẽ được gọi là 10.000 xu. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Hấp dẫn đúng không? Rồi ok. Rồi, và trước khi vào video nè, các bạn hãy thử đoán xem coi liệu rằng là trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 người ở đây, các bạn đoán xem coi ai sẽ là người gọi là khỏe nhất, mạnh nhất ở trong gọi là siêu nhân tứ trụ và là Hero Team, thì các bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, như anh em đã thấy thì bây giờ mọi người đã ra khỏi võ đài hết rồi, và chỉ có một người đang đứng ở phía giữa võ đài thôi, đó chính là chị Ca Mui. Và một mình chị Ca Mui sẽ chấp hết, đúng không Ca Mui? Tôi đấu được. Ok, em giỡn thôi. Ok bạn ơi, và khởi lại cuộc thi như thế này rất là đơn giản thôi nha. Thì sẽ sau khi mà mình gọi là gọi hai người vào á, thì sẽ có hai người vào trong võ đài, và chị Ca Mui sẽ làm trọng tài các bạn ạ. Và sau đó hai người ở trong võ đài sẽ đánh nhau nha các bạn nha. Và nhớ là đánh bằng tay không, chứ không được dùng vũ khí nha mấy bạn nha. Đấy, không được dùng vũ khí. Ai dùng vũ khí thì người đó sẽ bị thua nha các bạn nha. Ok. Rồi, bây giờ đầu tiên nè, thì mình sẽ chia cặp đây nè. Thì đầu tiên thì người thi đấu với nhau thì tất nhiên là con gái phải đấu chung với con gái rồi, chứ con gái mà đấu chung với con trai thì gọi là nó sẽ không công bằng các bạn ạ. Đấy, thì Mèo Simi và Sammy sẽ là hai người thi đấu với nhau. Siro và Mr. Dịch sẽ thi đấu với nhau, và mình và Kairon sẽ thi đấu với nhau nha các bạn nha. Ok. Rồi. Bây giờ thì đầu tiên thì mình nghĩ rằng là Simi với Sammy đấu nhau trước đi. Ok, mời hai người vào võ đài. Ê, bạn ơi, mình là người trọng tài, mình được quyền quyết định, mà sao gì bạn đã quyết định rồi vậy? Ủa? Ê, mà em là người quay video, em quyết định cao hơn chị. Ok rồi, vô. Đúng rồi. Vô rồi. Rồi okay. Rồi ok. Bây giờ nè, Simi đứng bên trái nè, Sammy đứng bên phải bên kia đi. Rồi ok. Đây. Cái gì? Sim đứng bên kia kìa bà nội. Nhầm, xin lỗi. Chấm hỏi. Rồi, Sim ơi, mình nói Sim nghe nè. Sim biến thành siêu nhân đi Sim để có được bộ giáp mạnh hơn. Đó, hiểu không? Ok, được rồi. Ok. Mình coi nha. À quên mấy bạn ơi, cái này chỉ là biến hình cho cái bộ skin cho đẹp thôi, chứ không có sử dụng vũ khí hay gì đâu nha bạn, cho bạn yên tâm nha, rất là công bằng nha. Ok rồi, Simi biến hình đi Sim. Ok, biến hình. Chà. Wow. Yeah. Trời ơi, Simi đã biến thành siêu nhân rồi. Rồi ok, bây giờ chuẩn bị Ca Mui trọng tài bắt đầu đi Ca Mui. Ok. Bây giờ Sammy vào vị trí, Sammy đứng gì mà xa thế? Rồi đứng lên gần à, đang chuẩn bị tứ thế. Rồi. Okay. Mấy bạn ơi, bạn coi chuẩn bị quấn nhau nè. Rồi, nguy hiểm quá. Cố lên Sam ơi. Ôi trời ơi, quấn nhau căng thẳng quá. Cái gì vậy Sam? Cái gì bị quấn hoài vậy Sam? Cố lên Sam ơi, trời ơi. Quấn mạnh vô. Rồi xong luôn. Mấy bạn ơi, vậy là Sammy thua rồi mấy bạn ơi. Trời. Ok, thôi không sao cả. Ok, rồi bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là anh Mr. Dịch và Siro. Rồi bây giờ Simi chiến thắng rồi đúng không? Ca Mui hồi máu cho Simi rồi, Simi đứng để tiếp tục trận đấu tiếp theo. Ok. Rồi, Mr. Dịch. Bây giờ sẽ làm trận đấu giữa Mr. Dịch bầu và Siro, gọi là chó sói nha các bạn nha. Ok, rồi chúng ta cùng nhau xem nào. Rồi ok, chưa gì mình thấy Mr. Dịch đã muốn chạy ra khỏi võ đài rồi bạn ơi. Trời, Dịch đi vô đánh đi anh, chạy cái gì. Ok, rồi bây giờ chuẩn bị nha. Bây giờ anh Dịch với anh Siro biến hình đi. Dịch ơi, vô đi đứng Dịch, nhanh lên. Rồi ok rồi, bây giờ Dịch với Siro cùng nhau biến hình nha. 3, 2, 1, biến hình đi. Wow, trời ơi, giờ đây, Dịch cất cây rìu giờ đây. Ông chơi, ông cầm rìu, ông nội người ta quýnh bằng tay không mà chơi cầm rìu. Ok, cây lại tịch thu luôn. Ok rồi, bây giờ chuẩn bị nha. Ca Mui, sẵn sàng đi. Ok. Đà định mời hai thí sinh vào vị trí nào. Rồi, bây giờ vào đây, bây giờ đi, không quay qua đấm tay anh. Ok. Này, liên quan gì? Vô đi. 3, 2, 1, bắt đầu đánh nhau đi. Ôi. Bây giờ sẽ là trận đấu giữa hai siêu nhân mấy bạn ơi. Wow. Ủa? Cái gì bỗng dịch yếu xìu vậy?
Ủa mấy bạn ơi, hồi nãy mình còn nhớ là Sammy bị quýnh quá trời, Sammy mới thua. Còn này ông Dịch mới vô gõ, ông có mấy cái ông chết queo rồi. Trời ơi, Dịch yếu xìu bạn ơi. Siêu nhân vô yếu xìu. Rồi ok, bây giờ Camui hồi máu cho Siro đây. Rồi Siro qua bên đây đứng đi. Để chờ trận đấu tiếp theo. Không mất máu. Cái gì? Không mất giật máu đâu hả? Trời ơi, trời, ông Dịch yếu vậy. Ok rồi, bây giờ sẽ là trận đấu giữa Phong Cận và Kaion. Trận này dễ, Kaion à. Kairon à, hồi nãy Simmy dám đánh Sammy, bây giờ mình sẽ đánh bởi đầu bạn. Để mà trả thù. Ok, rồi, khoan từ để mình biến hình siêu nhân đã cho skin nó đẹp mấy bạn ơi. Mấy bạn nhớ nha, biến hình siêu nhân chỉ là skin đẹp hơn thôi nha, chứ không có tăng sức mạnh hay gì đâu nha các bạn. Ok. Ôi, siêu nhân Phong Cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Biến hình. Phong chiêu. Rồi, ok bạn ơi, mình biến hình siêu nhân rồi nè. Cái gì vậy? Vậy? Ủa, cay biến hình nè má. Bạn nghĩ có một mình bạn biến hình được thôi hả Phong? Ok bạn luôn. Rồi. Cay đẹp quá. Trời ơi. Cái này là một lửa một đám băng đó ba. Thi đấu mà cũng thả cơm chó nữa là sao vậy? Ok. Rồi bây giờ nha, chuẩn bị nha. Cả mùi đếm đi. Rồi, okay, chuẩn bị nha. Trận chiến giữa lửa và băng chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Vô. Cái vô trước đi, mình quá khỏe bạn ơi, quýnh có xíu thôi Kairon chết meo luôn. Đó, vậy là mình đã trả thù được cho Sammy rồi. Sammy ơi, tôi trả thù được cho bà ơi, Sammy. Ok. Rồi ok. Thì như các bạn đã thấy, trận đấu đã phân chia được người chiến thắng và người thua cuộc các bạn ơi. Và bây giờ thì sẽ có ba người chiến thắng lên đấu với nhau, đó chính là Siro, Simmy và Phong Cận mọi người ạ. Ok, thì Siro sẽ đấu với Simmy trước nha. Rồi ok, mấy bạn hãy thử xem coi trận đấu này có cân xứng không nha các bạn nha. Rồi ok, rồi vô nè, bây giờ nè. Siro với Simmy đánh nhau đi. Vô. Ủa sao không phải là Phong đánh vậy? Hả? Trời, tất nhiên rồi, em là người quay video cho nên em phải quay cuối cùng, em phải đánh cuối cùng chứ đúng không? Trời, bánh mì môi. Khoan từ từ, em nói mọi người nghe thế nè. Ừ, ha, nếu như vậy thì nó cũng không công bằng. Hay là bây giờ để cho em với Rô đánh nhau trước đi. Rồi sau đó tới nơi người nào thắng rồi quýnh với Sim. Trời, hợp lý. Ok rồi, ra ngoài. Ây da. Rồi ok, Siro à, sẵn sàng chưa? Em nói cho anh biết trước nha là em không nhường anh đâu. Đừng có tưởng là anh là không nhường anh đâu. Đừng có tưởng làm anh thì sẽ là khỏe hơn em nha. Em ăn nhiều, em khỏe hơn anh nhiều. Rồi ơi. Ừ, không béo heo. Rồi ok, vô đi cám ơi. Ok, chuẩn bị nè, 3, 2, 1, bắt đầu. À, ngồi nhau vô. Siro. Hai người đi. Ủa, hay quá rồi. Trời ơi, bạn ơi, thua mất tiêu rồi. Anh nhớ mặt anh nha, Rô. Chơi quýt con nít, trời. Ok, bây giờ sẽ là Simmy với lại Siro đánh nhau bạn ơi. Ủa, Sim ơi. Khoan từ để mình nói đã. Mấy bạn ơi, nếu trận đấu này mà Siro thua thì Siro sẽ được gọi là thua con gái. Đó, Siro mà thắng thì Siro sẽ được nói là cái đồ quýnh mà không biết nhường con gái, thắng con gái. Đó. Vậy nó sai luôn, quá chuẩn. Đường nào cũng ok. Thua anh à. Rồi, bây giờ một là chịu thua hoặc là không chịu thua, chịu thắng gì cũng vậy thôi. Ok rồi, solo đi. Cả bốn bắt đầu đi. Không, theo cái này là lúc nãy là Phong cố tình thua mọi người. Ok, chuẩn bị. Hai đầu chí vào vị trí nào. Ok. 2, 1, bắt đầu. Vô. Rồi, vô. Trời ơi, bắt đầu căng thẳng các bạn ơi. Siro đang gọi là dở trò đánh con gái. Trời ơi, cái đồ đánh con gái. Trời ơi, cái đồ đánh con gái kìa. Liêu. Anh em đâu, dùng vỏ chuối, dùng táo thúi đồ. Chọi vô, đồ đánh con gái. Trời ơi. Ok, thôi, đùa ấy. Nói chung là Siro đã chiến thắng rồi bạn ơi. Và Siro sẽ là người nhận được 10.000 xu nha bạn nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với round thứ hai nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì cái round thứ hai này nó sẽ đổi lại một chút xíu nha bạn nha. Là cái round này á, là không phải là Simmy sẽ đánh với gọi là Sammy nữa. Mà round này sẽ là Simmy đánh với Camui. Tại vì Camui đứng xem từ nãy giờ Camui thấy vui quá. Camui cũng muốn đòi chơi chung các bạn ạ. Đấy ok. Và mình sẽ thi đấu chung với gọi là anh Siro. Còn Kairon sẽ đấu chung với anh Mr. Dịch. Đó, mình sẽ đổi lại xíu vậy nha mấy bạn nha. Ok rồi, bây giờ bắt đầu thì Sammy với lại Sammy sẽ làm trọng tài chứ. Ok, Simmy với Camui đấu trước. Rồi Sam vô làm trọng tài Sam. Rồi ok, trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa mèo Simmy và Camui mọi người ạ. Ok rồi, hai người chào nhau cái đi. Yêu thương rồi. Rồi ok. Sammy sẽ là trọng tài. Rồi bây giờ Sammy đếm 1 2 3 cho hai người đánh nhau đi. Rồi, tôi đếm 2 3 hai người vào đánh nhau nha, đánh nhau gắt lên nha. 1 2 Đếm nhanh lên.
Vô. Ở cái vô rồi. Ủa trời với nhau kìa trời. Ôi ai? Ai thắng đây? Ôi. Sim mất mèo ơi. Sim mất quá trời máu rồi. Rồi xong rồi, Sim mất nhiều máu quá bạn ơi, mình thấy Sim mất nhiều máu quá. Đây. Đúng là gọi là mèo Simmy, nữ siêu nhân của siêu nhân tứ trụ, cho nên là Simmy không sợ một bạn con gái ở trong team hết bạn ơi. Trời ơi, ghê thiệt. Ok, tay to. Rồi ok, bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là giữa Kairon và Mr. Dịch. Rồi, mời hai người lên cho đây. Hồi máu cho tay. Ok. Yeah. Rồi. Ok. Người ta bị đánh mất máu, còn Kairon chạy bình thường mất máu ba. Phải không? Rồi, chào Dịch nhá. Trời ơi, nghe nói Dịch nãy bị Sigo giết nha. Trời ơi, Dịch nhục quá, trận này mà Dịch thua nữa là Dịch cũng nhục lắm nha Dịch. Chạy. Cái gì vậy Dịch? Ủa giết nhau luôn. Ok thôi chạy luôn, cho luôn siêu nhân nữa. Rồi ok, chuẩn bị nha. Tắm mày đếm mày. 1, 2, 3, vô. Vô. Ôi. Trời ơi, căng thẳng quá. Trời ơi, Dịch bị đánh nhiều quá bạn ơi. Trời ơi, tan rồi, Dịch lép mới rồi. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn cây lên. Cây giỏi quá. Yeah. Ê, có ai đó lấy từ cái băng keo bịt mồm Sim lại được không Sim? Từ nãy cây giỏi quá. Nghe hết nổi hết da gà. Trời ơi. Nghe nổi hết da gà luôn không nổi. Hả? Có anh, em còn 13 máu mà anh nói vậy. Trời ơi, Kairon bị mất có 13 máu thôi gì, dịch đánh kiểu gì dịch. Trời ơi, không có. Mình mất còn 13 máu. À. Trời ơi, vậy là xui cho dịch các bạn ơi, dịch chỉ còn đánh cay thêm 2 cái thôi là cay thua rồi. Vậy mà dịch mất máu trước, dịch thua, trời ơi buồn ghê. Ok, rồi bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là của Siro và Phong Cần. Vô. Hồi máu. Trước, đang máu. Đó. Ok rồi. Bây giờ anh em mình chào nhau cái đi. Chào nhau. Chào. Rồi, sao cách chữ vậy, gần lại. Sao vậy thôi chứ tôi đứng gần quá, tôi ông đấm vô mỏ tôi sao. Rồi, chuẩn bị nha. Ok. 1, 2, 3, vô. Rồi, ngon nhào vô. Ngon nhào vô, 1 cái, 2 cái vào đầu, 3 cái vào đầu, 4 cái vào đầu. Trời ơi, ông đánh nó 4 cái ông nghẹo rồi ông nội. Ok bạn ơi, thì như bạn thấy Phong đã thua Rô rồi bạn ơi. Ông Rô bật hắc chắc luôn rồi. Rô ơi, anh có dùng hắc mini quơ không vậy đâu? Có đâu, anh đi nhảy rồi anh đánh vô đầu ấy có gì đâu. Trời ơi, trời tức quá. Ok thôi, bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là Kairon và Siro. Ok trời, trận hồi nãy là Siro đã giành được chiến thắng rồi bạn ơi. Mà trận này mà Rô chiến thắng nữa thì Rô sẽ được gọi là 20.000 kim cương các bạn ạ. À. Trời ơi, rất là gọi là kinh khủng luôn. Ok rồi, bây giờ hai người đứng vô hai bên đi. Mời hai tuyển thủ đứng lên. Chào Rô nha, chào Rô nha. Chào nhau nha. Chào nè. Hồi máu đi. Ok, cho nó công bằng. Ok. 3, 2, 1, vô. Đấy, đánh nhau rồi, đánh nhau. Đếm rồi, để cho thí sinh đếm ba. 1, 2, ok, đánh nhau rồi. Ôi, cay quá. Trời, cay quá, Siro ra ngay khỏi võ đài luôn. Trời ơi. Trời ơi, vậy cũng đua được. Ủa bạn ơi, tính ra là mình mới thấy Kairon quýnh Siro văng ra khỏi võ đài luôn mà sao ca vẫn thua vậy ta? Ủa cái vậy? Không biết luôn. Theo luật trọng tài đó Phong ơi, những người nào bị ra khỏi vòng đấu này người đã thua hết rồi, không cần biết chết hay chưa chết được không? Ừ ha, đúng ha. Tính ra nếu như mà theo luật đó bạn ơi, thì người nào bị rơi ra khỏi võ đài thì người đó thua rồi. Đúng rồi, vậy là Rô thua rồi. Vậy là đây. Khoan, từ từ mọi người. Vậy đây sẽ là trận đấu giữa Simmy và Kairon. Xong rồi. Cặp đôi tương tàn rồi. Ok. Kairon à. Sao đâu Sim à? Trong cuộc chơi tự chiến lần này có được phép đem tình cảm vào đây. Ok. Anh em ơi, anh em hãy thử đoán xem nếu như Kai thắng trận này. Anh em hãy thử đoán xem nếu như mà Kai thắng trận này thì Simmy sẽ giận Kai bao nhiêu ngày đây. Đoán nha. Rồi xong chết tôi rồi anh em ơi. Và chào nhau. Ông ơi, một người đặt kèo ai thắng đi. Ok. Tôi đặt kèo là Simmy thắng, chắc chắn Simmy thắng. Rồi. Ok rồi sao? Rồi. Tôi đặt kèo Simmy thắng luôn. Ok. Chà là bét tóc. Rồi ok. Thôi vô đi. Rồi. Chào nhau nhè, trước khi đánh nè. Đó. Chào nhau đi.
cái đó không cào luôn, không cào luôn kìa, cái đó không cào cào luôn. Trời ơi, đang kìm nút, đang tìm nút. Không không không, cay ơi cay ơi, bậy rồi bậy rồi, cay cay chào sim là cay phải chào thế này nè. Phải nằm xuống luôn phải không, phải nằm xuống luôn. Ok rồi, ok vô 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 nè, một hai ba vô vô. Sim đánh cay đi, sim đánh đi. Ôi nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, sao mình gặp nguy hiểm rồi. Hai giường luôn. Rồi. Ủa, sao mình thấy hai người? Ủa sao mình thấy hai người cùng chết luôn vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ủa chết luôn rồi, cùng chết luôn. Ok bạn ơi. Đánh cả ba không ơi, đánh tiếp cả ba không ơi. À đâu đâu ba, đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi, thêm một round nữa, phải thêm một round nữa. Ok rồi, cái này hồi nãy là quầy nha. Ok rồi, tiếp rồi. Tiếp. Rồi ok ok ok. Chừng quyết định nè. Ok, chừng quyết định nè. Rồi cái hồi máu, hồi máu chắc nè. 3 2 1. Chưa hết vòng bảo vệ, chưa hết vòng bảo vệ. Rồi cứ quấn đi, cứ quấn đi, quấn tự động hết nè. Ok. Vô quấn. Vô. Trời ơi, còn chưa kịp kêu quấn nữa, hai người đã nhào vô quấn nhau rồi, sung thế. Trời ơi. Đúng là thương vô coi cho giọt không ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ok bạn ơi, vậy từ nay mấy bạn hãy gọi Siro và Kairon là cái đồ đánh con gái. Ok. Rồi ok, xin chúc mừng Siro và Kairon. Mỗi người sẽ được thưởng 10.000 xu. Một tí nữa Phong sẽ chuyển khoản cho mọi người nha. Rồi ok bạn ơi, thì các bạn hãy thử nhìn xem coi trong trận đấu lần này ai là người đánh hay nhất và ai ngầu nhất, ai gọi là gì ta, ai gọi là xứng đáng đạt top 1 thì bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch, Siro, Kairon, Mèo Simi, Sammy, Kamui và tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video bye. Lần sau. Bye okay. Bye. Bye bye. Quên mất, từ nãy giờ anh em đầy đủ hết rồi, thiếu mỗi Timmy thôi. Từ từ để mình lại cho Timmy chào anh em cái nè. Timmy ơi. Timmy ơi, chào anh em, chào anh em cái đi Timmy, chào mọi người Timmy. Chào mọi người đi. Chào ok. Mọi người. Trời. Trời ơi. Có ma rồi, có ma rồi. Có ma rồi, chạy chạy chạy, có ma